Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Tăng Nguyễn Nhật Ánh, đơn vị cấp phép xuất bản, nhà xuất bản trẻ, giọng đọc Trần Nam. Chương 1. Không biết các bạn thế nào? Chưa tôi thì tôi chưa từng lo cho ai bao giờ Tôi lo cho chính tôi còn chưa xong nữa là Thật đúng hệt như má tôi nhận xét Thân mày á, mày còn không biết lo Chẳng hiểu khi lớn lên mày làm được việc gì Đó là những lời má tôi than vãn trong lúc đang kỳ cọ Tắm rửa cho tôi Mà tôi thì nào có nhỏ nhít gì 13 tuổi rồi, học sinh lớp 7 đàng hoàng ấy chứ Nói cho đúng ra thì tôi thích được tự mình tắm hơn Tha hồ vùng vẫy, nghịch nước bao lâu tùy thích Chẳng ai cấm cản nhưng tôi thích là một chuyện còn má tôi có thích hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác mỗi lần tôi từ nhà tắm bước ra đầu cổ còn ướt mem chưa kịp lĩnh ra sân chơi là má tôi đã chột ngay lấy tay tôi kéo lại gần lại đây má coi nào thế là tôi đành phải bấm bụng đứng lại và cố tâm ưỡn ngực ra bởi vì đó là chỗ tôi kỳ cọ kỹ lưỡng nhất nhưng vốn biết thừa âm mưu của tôi má tôi chỉ nhìn lướt qua ngực tôi một cái rồi lập tức xoay người tôi lại trời ơi con tắm hay là con nhúng nước vậy hả con? Coi cái cùi tay mày kìa, đất bám một lớp đen xì xì trong phát gớm, rồi sau mép tai nữa, rồi hai cái đầu gối. Mày để dành đất cất nhà hả con? Rờ tới đâu, má tôi là trời tới đó. Cuối cùng, bao giờ má tôi cũng hạ lệnh. Thôi, vô đây tôi tắm lại cho ông tướng. Má tôi giang hai tay lùa tôi vô nhà tắm như lùa một con heo sổng chuồng, khiến tôi không tài nào chạy trốn. Tôi vừa đi thuộc lùi, vừa nhăn mặt làm ông tướng trong trường hợp này thật chẳng khoái chút nào. Mặc cho tôi la oai oái mà tôi cứ cặm cụi, kỳ cọ cho đến chừng nào và tôi đỏ ẩn lên mới thôi. Nhỏ ái, em gái tôi cũng chẳng anh hùng gì hơn tôi. Mỗi lần má tôi tắm cho nó, nó đều la toán lên như trái nhà. Miệng nó nhỏ xíu mà nó la nghe muốn bể trời. Vậy mà đến phiên tôi la, nó nấp ngoài cửa cười khọt khẹt, y khỉ đột, thiệt dễ tức. Thiệt ra tôi chẳng phải là đứa lười biếng bằng chứng là tôi học hành rất đàng hoàng. Tôi là học sinh tiên tiến mấy năm liền. Nhờ vậy mà mỗi lần tôi làm hỏng việc gì, bà tôi thường bên tôi. Thôi, rầy nó làm chi? Có tài phải có tật chứ. Dòng họ nhà mình đâu có được mấy đứa thông minh, sáng láng như nó. Tôi chẳng biết tôi thông minh sáng láng ở chỗ nào, nhưng nghe bà tôi bốc tôi lên mây, tôi sướng rơn trong bụng. Nhưng bà tôi làm tôi cục hứng. Tài gì nó, Lớn tụng ngồng rồi mà rửa ba cái ly cũng đập bế Bà tôi tiếp tục bào chữa cho tôi Mặc dù giọng đã bớt hàng hái Thì đầu óc nó để hết vô sách vô vỡ Còn đâu lo chuyện khác Mà tôi đứng về phía bà tôi Má cứ nói vậy cho nó hư Ngay ở trường nó Người ta cũng dạy học tập phải đi đôi với lao động Chứ có ai học su mà không biết làm đâu Tới đây thì bà tôi xui xỉ Tao nói là nói vậy Ở chiến trường khi đầu hàng thì người ta dương cờ trắng, còn bà tôi khi đầu hàng thì tao nói là nói vậy. Mỗi lần nghe câu đó, tôi tuyệt vọng hiểu rằng chẳng còn trông mong gì vào sự che chở của bà nữa. Kết luận về tôi, bà tôi nói, cái thằng tinh hời hợt. Má tôi thì bảo, cái đồ bập chộp. Còn bà tôi vẫn trước sau như một. Ít thấy đứa nào thông minh sáng láng như nó. Nhưng bà tôi lại thuộc về phe thiểu số, phải chi ông tôi còn sống, ắt ông tôi sẽ ủng hộ bà tôi. Lúc nào làm gì sai quấy, tôi thường ao ước như thế. Trong những cuộc tranh luận về tính cách, phẩm chất của tôi, nhỏ ái bao giờ cũng đứng ngoài cuộc. Nó nhỏ hơn tôi có một tuổi mà nó không hết biết, tôi biết chắc chắn, hễ nó mở miệng, ắt nó sẽ chê tôi tối mày tối mặt. Nó rất là ăn rơ với má tôi, nó giống hệt má tôi từ cử chỉ, dáng điệu, đến giọng nói, tính tình, ai cũng bảo vậy. Nhưng khi nghe mọi người bình phẩm về tôi, nó ngồi im re. Nó sợ phát biểu linh tinh, tôi sẽ trả thù bằng cách cốc nó sói tráng khi kèm nó học. Trước nay, không bao giờ tôi chỉ nó học được tới 15 phút. Kể ra thì lúc mới ngồi vô bàn, tôi cũng còn anh anh em em với nó được một hồi. Nhưng hệ giảng tới giảng lui hai ba lượt mà nó chưa hiểu là tôi đâm nổi sùng. Thế là kèm theo mỗi lời giảng là một cái cốc. Thoạt đầu còn cốc nhẹ nhẹ, dần dần về sau, tôi nện thẳng cánh Tôi giảng tận tình đến nỗi nhỏ ái chịu hết xiết phải khóc thét lên. Âm thanh khủng khiếp của nó khiến cả nhà náo loạn như có giặc. Bà tôi từ trên gác phóng xuống, bà tôi từ phòng làm việc chạy sang, còn má tôi thì vứt bàn chải vào thau quần áo, đâm bổ từ nhà tắm ra, vội vàng đến nỗi sút va đầu vào cạnh tủ cây sát lối đi. Còn tôi thì truy tọt xuống gầm bàn, bất chấp từ cách thầy giáo của mình. Nấp chung với tôi dưới gầm bàn là con Mino, hoặc nghe nhỏ ái la trời nó sợ hãi cục đuôi lại, đến khi thấy tôi còn hốt khoảng hơn nó, nó khoái chí vẫy đuôi lia lịa, nhưng người ta làm ra bàn ghế là để ngồi chứ không phải để chơi trò trốn tìm, nên lần nào tôi cũng bị phát hiện nhanh chóng. Và sau đó, tất nhiên tôi bị ba má tôi xác cho một trận nên thân về cái tính cọc. Còn bà tôi thì bao giờ cũng bắt đầu bằng câu, "Thôi, rầy nó làm chi?" Và kết thúc bằng câu, "Tao nói là nói vậy. Tính tôi như vậy." Ai về năm nay cô Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, kêu tôi giúp đỡ cho thằng An học tập. Thiệt là chuyện tréo ngoe. Thực bụng tôi chẳng muốn chút nào, nhưng cả lớp ai cũng vậy. Cứ một đứa khá, lãnh một đứa kém, nên tôi không thoái thác vào đâu được. An lớn hơn tôi 2 tuổi và cao hơn tôi cả nửa cái đầu. Năm ngoái, nó ngồi ở bàn chót dãy bên kia. Chẳng hiểu sao đầu năm nay, nó lại lò qua dãy bên này và ngồi ngay sát nách tôi. Nó là con nhà khá giả, lúc nào tiền bạc cũng rủng rỉnh. Cứ đến giờ ra chơi là thấy nó ngồi ở căng tin, mồm chóp chép hết món này đến món khác. Tiêu xài thì vậy, nhưng học tập thì nó chẳng ra sao cả. Ở lớp, nó học hành rất lơ là, yếu đều các môn. Năm vừa rồi nó phải thi lại, may mà không bị lưu ban. Đã vậy, khi giáo viên dạy phụ đạo thêm, nó lại trốn biệt. Thầy Sơn, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 6, gửi sổ liên lạc về nhà, nhắn má nó lên để bàn về việc học của nó. Má nó cũng phớt lờ, thầy Sơn đến tận nhà tìm, má nó lặn mất. Thầy vẫn không nản, tới nhà nó cả chục lần, và cuối cùng thầy cũng gặp được má nó. Không kịp nghe thầy trình bày hết chuyện, má nó chắp hai tay trước ngực, than vãn. Trầm sự như các thầy các cô dạy bảo cho cháu, đã gửi cháu đến trường là chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào các thầy các cô. Cháu có hư hỏng, nghịch phá gì thì các thầy các cô cứ la, cứ đánh. Chứ chúng tôi suốt ngày lo làm ăn buôn bán, chạy cơm chạy gạo, chẳng còn thì giờ đâu mà dạy dỗ cháu được. Thôi, thầy cô thông cảm, chúng tôi đã giao phó cháu cho nhà trường, thì nhà trường có trách nhiệm với cháu. Chúng tôi rất biết ơn. Bây giờ xin lỗi thầy, tôi phải chạy ra chợ ngay, mong thầy bỏ qua. Nói xong, mà nó xách giỏ đi mất, thầy Sơn chỉ còn biết ngó theo, lắc đầu. Bữa đó, cùng đi với thầy là nhỏ Tuyết Vân, lớp phó học tập. Hôm sau vô lớp, nó thuật y lại khiến ai nấy cười ầm. Nếu tôi là thằng An, thì tôi đã gây sự với nhỏ Tuyết Vân. Hoặc ít ra, tôi cũng mắc cỡ, đỏ bừng mặt. Nhưng thằng An cứ tỉnh khô, thậm chí nó còn nghe răng cười khì khì. Do tiểu sử thằng An như vậy, nên khi cô Nga nêu tên nó lên, không đứa nào dám nhận đỡ đầu. Cô Nga phải bàn bạc với ban chỉ huy chi đội và ban cán sự lớp và rốt cuộc chỉ định tôi Lý do là tôi ở gần nhà An và trong lớp hai đứa cũng ngồi cạnh nhau. Khi nghe cô Nga tuyên bố như vậy, tôi bủng rủng cả người. Thoạt đầu tôi định đứng dậy từ chối, nhưng rồi suy đi tính lại. Tôi biết có từ chối cũng không được. vả lại An ngồi ngay cạnh tôi. Dù sao trước nay hai đứa cũng đã chuyện trò qua lại. Bây giờ tôi mở miệng chê nó thì kỳ. Vì vậy nên tôi ngồi im, chỉ có nét mặt là lộ vẻ khó chịu. Thằng An không thèm để ý đến điều đó, nó dây qua tôi bây giờ mày là thầy tao hen tôi cau mặt thầy bà quái gì rồi nhận ra sự bực dọc vô lý của mình tôi dịu vọng ừ, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau học tập thôi an khịch mũi bình luận ừ, giúp đỡ học tập thì có khác chi làm thầy thấy nó cứ khăng khăng phong tôi làm thầy tôi vừa bực mình lại vừa thinh thích kể nó cái thằng đần này cãi nhau với nó làm chi cho mệt xác tự nhiên nó lại thành cục nợ của mình. Chán ơi là chán. Tôi cứ loay hoay với ý nghĩ phiền muộn đó đến tận giờ ra chơi. Trống vừa đánh thùng thùng là lớp học nhốn nháo hẳn lên. Đợi cho cô giáo vừa bước ra khỏi cửa, mấy đứa ngồi bàn đầu đã nhanh chân tóc ra ngoài. Tôi vừa đứng lên thì thằng Phước ngồi bàn trên đã khom mình moi trái bóng trong gầm bàn ra và quay lại nháy mắt với tôi. Tôi hí hững gật đầu, nhưng chưa kịp đi theo Phước thì An đã kéo tay tôi đi ăn xôi với tao. Từ trước đến nay, An cũng rủ tôi đi ăn quà hai, ba lần. Tất nhiên là nó đãi tôi. Nhưng lần này tôi cảm thấy ngại ngại làm sao. Mặc dù vừa nghe tới chữ xôi, bụng tôi đã réo lên ầm ầm. Vừa nhận lời đỡ đầu cho nó, bây giờ lại đi ăn xôi của nó. Tôi thấy kỳ kỳ. Nghĩ vậy, tôi liền nuốt nước bọt, đánh ực một cái và dũng cảm lắc đầu. Thôi, tao không đi đâu. Đi với tao cho vui bất chấp lời từ chối của tôi, ai vừa nói, vừa kéo tuột tôi ra cửa. Một phần vì nó khỏe hơn tôi, phần khác do tôi không quyết tâm trì lại cho lắm, nên thoáng một cái, hai đứa đã có mặt ở căng tin. Ăn xôi xong, ăn kêu thêm hai ly đá chanh. Lần này thì tôi mặc nó. Gói xôi đã làm tôi nhục chí khí đấu tranh. vả lại, ăn xong thì phải uống. Đó là lẽ tự nhiên. Tôi nhủ bụng như vậy và bưng ly nước uống ngon lành nhưng chẳng lẽ cứ ăn uống mà không nói với nó một tiếng về chuyện học tập. Tôi vừa nghĩ ngợi, vừa liếc an. Nó ngồi quay mặt ra sân, miệng vừa uống nước, vừa nhai đá rào rạo, còn mắt thì nhìn tận đấu tận đâu. Dường như nó chẳng nhớ gì đến câu chuyện, đôi bạn cùng tiếng hồi nãy. Tôi chặt lưỡi. Vậy là bắt đầu từ tuần này, ta và mày học chung với nhau hen An quay lại, nó nhèo mắt. Gì gấp vậy? Chúng nào học chẳng được. Tôi ngạc nhiên. Chừng nào là chừng nào? Nó phun cục đá trong miệng ra. Thì tuần tối, cũng có thể là tuần tối nữa. Sao lâu dữ vậy? Lâu gì mà lâu. Ừ, cũng phải có thì giờ cho tao chuẩn bị đầu óc chứ. Rực một cái, học liền đâu có được. Trời ơi, cái thằng ngó vậy mà dễ thương hết biết. Nó học thì dở, mà sao chuẩn bị học coi ngon lành quá xá. Nhờ vậy mà tôi có thể nấn ná thêm ít lâu nữa, Chưa vội gì dính vô cục nợ cho mệt đúng rồi chuyện học tập chứ đâu phải chuyện giỡn chơi nhà vô rụt một cái là hỏng bét kể từ hôm đó tôi và an tự nhiên chơi thân với nhau mặc dù không đứa nào nhắc gì đến chuyện giúp đỡ nhau học tập trong khi các cặp khác lúc nào cũng túm tụm lại ở góc lớp hay ở các gốc cây trong sân trường để cùng giải bài tập hay truy bài lẫn nhau thì hai đứa tôi cứ kè nhau đi đá bóng tân cầu hoặc ngồi đấu láo trong căn trinh những hành vi của hai đứa tôi không lọt khỏi mắt của thằng nhuận phần đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ 2, tức tổ học tập của chúng tôi nó lộ vẻ nghi ngờ tụi mày về nhà có học chung với nhau không đó tôi nhanh nhẩu ừ à, có chứ ngày nào là chẳng học chung nhuận trợn mắt cái gì ngày nào cũng học à biết mình hố tôi cười sợi lỡi. À, à không tụi tao chỉ học với nhau vào chiều thứ năm và chiều thứ bảy thôi nhuận vẫn chưa tha sao ở à, lớp chẳng bao giờ thấy tụi mày dở tập ôn bài hết vậy. Tôi ưỡn ngực. Chỉ những đứa kém mới phải ôn bài tại lớp, còn tụi tao thuộc nhão ở nhà rồi. Thấy điều bộ oai phong lẫm liệt của tôi, nhuận không truy nữa, nhưng rõ ràng nó chưa tin tôi lắm. Bằng cớ là trước khi bỏ đi, nó đe. Được rồi, hôm nào tao sẽ đến nhà tụi mày kiểm tra coi sao. Nói chuyện với thằng nhuận, tôi làm bộ cứng như vậy, nhưng trong bụng đã thấy rung. Nghe nó dọa, tôi càng chột dạ. Ngay hôm sau, tôi dục an. Phải học chung với nhau ngay tuần này, mày ạ. À, thằng Ngượng mới hỏi thăm sức khỏe tụi mình đó. Trước vẻ mặt hớt hại của tôi, An tỉnh khô. Từ từ đã. Tôi nóng nảy. Từ từ gì nữa, từ bữa đó đến nay hơn một tuần rồi. An vẫn phớt lờ. Tao chưa kịp chuẩn bị. Tính cù cưa cút kích của An không còn làm tôi cảm động nữa. Tôi nhăn nhó. Thì chuẩn bị lẹ lẹ lên. Nó nhiều mắt nhìn tôi. Ồ mày sợ thằng nhuận hả Tôi đỏ mặt ờ, Sức mấy mà sợ Chỉ đợi có vậy An vỗ vai tôi Vậy thì để tới tuần sau hẳn hay Tôi lo lo trong bụng Nhưng lần này không dám dục Dục nó Nó lại cho là tôi sợ thằng nhuận Thôi Vậy cũng được Tôi tự trấn an chủ nghĩa thì nó nằm ở đó Chứ chạy đi đâu mà lo Nhưng dường như để chơi khăm tôi Ngay sau khi ra chơi vào An lãnh ngay một con hai muôn lý cô Phương gọi lên kiểm tra bài cũ, nó không trả lời được lấy một câu. Nhưng khổ nổi, mấy đứa trong bàn cán sự lớp không nhìn thằng An mà lại quay đầu dòm tôi, làm như chính tôi vừa bị điểm hai vậy. Thằng nhuận ngồi bàn trên ngoảnh cổ nguyết tôi một cái dài cả cây số. Đồ con gái! Tôi rủi thầm trong bụng. Đang bực mình, nên khi thằng An lò dò sách tập len vô chỗ ngồi, tôi hút nó một cái vào hông. Mày làm tao quê mặt! Nó nhúng vai. Có gì đâu mà quê! Sao lại không? Chẳng lẽ sơ điểm 2 mà mày không thấy mắc cỡ? Shhh. Khối đứa không thuộc bài chứ đâu phải mình tao. Tao chẳng thấy mắc cỡ gì hết á. Tao quen bị điểm kém rồi. Cái thằng nói ngang như cua làm tôi phát chán. Quen gì không quen, lại quen bị điểm kém. Vậy mà nó cứ tỉnh rụi. Kiểu này thì tới tết công gô, chưa chắc tôi giúp cho nó khá lên được. Khi ra về, thằng nhuận đi sát bên tôi, khịa. Ở nhà tụi mày thuộc nhã quá hen Tôi cao mặt lầm lì không đáp. Thằng An đang đi cạnh tôi, vọt miệng. Ừ, cũng phải có thời giờ cho tao chuẩn bị chứ, học rụp liền một cái đâu có được. Nghe luận điệu cối say cuồng của An, tôi đang làm mặt nghiêm cũng phải phì cười. Nhưng nhuận không cười, nó gật gù. Vậy thì đợi tuần sau coi sao. Nói xong, nó quẹo sang lối khác. Nhuận có tướng đi ẻo lã, giọng nói lại eo éo, éo. Tụi bạn trong lớp thường chọc nó là con gái. Vậy mà tính nết của nó thì ngược lại, cứng rắn, không hề biết nhượng bộ là gì. Đánh võ tay và đánh võ miệng đều không thua ai. Năm ngoái, nó nổi tiếng học giỏi, đồng thời cũng nổi tiếng đánh nhau. Đầu năm nay, từ khi được bầu vào ban chỉ huy trong đại hội chi đội, nó mới bắt đầu sinh hoạt gương mẫu và thôi trò đấm đá. Tôi nhớ hồi mới vào lớp 6, thấy điều bộ yếu điệu của Nhuận, không biết tay nào phao tin nó là gái giả trai. Một lần, thừa lúc nó vào nhà vệ sinh, mấy tên nghịch tinh bèn rủ nhau rình xem khi đi tiểu nó đứng hay nó ngồi. Không dè, nó biết được vác gạch rượt mấy tên kia chạy vắt giò lên cổ. Ai cho nó đã nói là làm. Nó đã nói đến nhà thì đừng có hòng trốn. Thấy tôi tỏ vẻ rầu rĩ, an toàn tay qua vai, rủ. Lo làm quái gì, đi uống siro chanh với tao đi. Nghe tới siro chanh, bao nhiêu phiền muộn trong lòng tôi ta hay biến hết. Đang trưa nắng mà uống siro chanh thì mát phải biết. Thằng Ngượng nói đợi tuần sau coi sao, thì ngay đầu tuần sau, thằng An cho nó coi liền. Trong giờ toán của cô Quỳnh Hoa, An sơi ngay một con hài nữa. Mà nào phải làm bài tập gì cho cam, đây chỉ là kiểm tra miệng thôi. Nói cho công bằng thì không phải chỉ một mình nó bị hai, nhưng câu hỏi cô giáo đặt cho nó là những câu hỏi dễ nhất. Cô hỏi, em cho cô biết, góc là gì? Chúng tôi đã được học, góc là một hình tạo bởi hai nửa đường thẳng cùng xuất phát từ một điểm vậy mà nó không thuộc lóng ngóng một hồi nó đáp cầu may ờ, gốc là một khoảng không gian nằm giữa hai cạnh cô giáo nhăn mặt còn cả lớp thì mím môi nén cười cô hỏi tiếp thế nào là hai góc kề nhau an lại bí trong khi tôi nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến lửa thì nó ngẩng cổ ngó lên trần nhà làm như câu trả lời nằm đâu trên đó thấy nó chuẩn bị lâu quá cô giáo nhắc thế nào em trả lời được không nó liếm môi đáp ờ dạ được ạ rồi nó lại đứng nghiêm đợi một hồi cô lại dục. sao lâu vậy nó gãi đầu. Ừ, thưa cô à, em đang nghĩ ạ à. cô cho em nghĩ thêm chút xíu nữa một vài đứa ngồi dưới đã bắt đầu cười hí hí khiến cô quỳnh hoa phải gõ thước xuống bàn ra hiệu im lặng cô quỳnh hoa năm ngoái không dạy lớp tôi nên cô chưa nắm tẩy thằng an Cô tưởng nó nghĩ ngợi thật. Trong khi đó, cả lớp đều biết nó chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi. Chứ trong đầu nó không có lấy một chữ. Lần này cũng vậy. Nghĩ đã, rồi nó trả lời một câu ngang phè phè. Y như muốn chọc tức cô giáo. Ừ, thưa cô, hai góc kề nhau là hai góc nằm sát rạc bên nhau ạ. À? Cả lớp cười rần rần. Kể cả thằng Nhuận. Chỉ có cô giáo là không cười. Cô lắc đầu và vẫy tay cho nó về chỗ. Hồi chưa dính vô thằng An tôi cũng rất khoái xem nó dẻo hề trên lớp. Nhưng kể từ khi nhận nhiệm vụ giúp nó cùng tiến với tôi, tôi đầm ra khó chịu với những màn chọc cười kiểu đó. Tôi gắt an. Học không học, cứ làm hề. Nó vuốt tóc. Ừ, thì từ từ đã. Thôi dẹp mày đi. Tôi giận an, không thèm nói chuyện với nó suốt mấy tiết học còn lại. Trưa hôm đó, lần đầu tiên tôi ra về bằng cổng sau. Đi cổng trước, tôi sợ phải đụng đầu với thằng Nhuận. Khổ ơi là khổ. Voi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.